Rồi chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Giờ mình tiếp tục ra mình cào hến nữa vậy các bạn. Rồi sáng này vô anh em làm cũng được khoảng là gần 300 bao rồi các bạn. Thì cũng đỡ đỡ. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị ra giác này là 3 giờ nghe các bạn. Cái này có khoảng là 3 giờ. Chạy ra tới ngoài là 2 tiếng đồng hồ là 5 giờ. Mấy anh em bủa cào. Bây giờ mấy anh em cũng thức hết trơn rồi, tập trung thức rằng nấu mì ăn. Nấu mì ăn, ăn pha cà phê rồi uống để một hồi nó lại ra ngoài là không có thời gian để làm. Nói chung là bị cháy bố. Thì mì giờ mới nấu chín nè, mấy anh em ăn mì nè, chút xíu nó chuẩn bị làm mấy các bạn. Tất cả các bạn nha, đây mấy anh em mình giờ chạy giờ là đầy ghe rồi, là đang chạy vô rồi các bạn. Bữa nay thì ngày hôm qua quánh 5 tiếng, bữa nay quánh có 3 tiếng rồi, là đầy ghe rồi, là chở hết nổi rồi. Nay quánh 3 tiếng hồ rồi các bạn, nay kéo bãi mới dữ hơn qua nữa. Đây giờ là đang xúc vô bao. Nay quánh thời gian ngắn nè, bữa nay hồi dắt ra bổ cào là 5 giờ, dắt này là 8 giờ, 8 giờ 10 phút là chạy vô, là chở là hết chỗ chở luôn. Bữa nay hơi có gió hơn qua nữa các bạn. Bữa nay thì mình gửi ghe của ông bạn mình ngày hôm qua đó là nhiều hơn, có khoảng là mười mấy 20 bao nữa. Bữa nay là có khoảng là trên 300 bao thôi các bạn. Mình bữa nay nói chung ngày hôm qua đã đỡ, bữa nay nói chung mình đuối luôn rồi các bạn, cháy bố luôn. Sáng giờ chưa ăn cơm nữa, thì hôm nay có ông chú ông nấu cơm với nấu canh rồi rồi biết bữa nay thế nào cũng cháy bố nữa, nhưng mà không có ăn kịp luôn. Chạy thì mắc bớt ga lại, bớt ga lại đợi xúc xúc ga trước rồi mới dám chạy nữa, chứ không là lên không nổi luôn á. Mình không có, rất là tiếc là mình không có quay lúc lên cào cho các bạn xem được, vì bốn anh em ở đằng sau mà không kịp nữa. Mong các bạn thông cảm cho mình ha. Giờ là khiên chắc lên đây các bạn. Bữa nay chở cẩm hơn qua, mà trời bữa nay cũng sóng hơn qua nữa. Đó có một chiếc ghe mới chạy ra mà sóng quá làm không nổi chạy vô rồi các bạn. Ghe bên đó hình như là cũng hơi nhỏ ha. Ghe hơi nhỏ rồi các bạn. Bây giờ là bắt đầu là mấy anh em mà rửa xề, rửa đầu kia cho sạch ha, tặng chuẩn bị nghỉ ngơi. Bữa nay chú mình á, ông chú mình ông già ấy, các bạn năm mấy tuổi rồi, bữa nay ổng cũng đuối luôn, sắp đi giờ ổng nói ổng nói bữa nay ổng gần hết pin rồi, sắp tắt nguồn luôn rồi các bạn. Rất là tội nghiệp cho chú.
rất là tội nghiệp cho chú ấy các bạn. Chú bữa nay sắp hết pin luôn, hôm qua chú còn 50% pin, bữa nay chú sắp tắt nguồn luôn rồi. Treo cào lên nặng mấy anh em xúc vô cho dễ các bạn. Rồi bây giờ là bắt đầu là hạ cây cào xuống luôn, làm xong rồi hạ xuống ha, cho cây cào nó sống, nó quánh nó không có lắc lư á. Chút xíu nữa mình quay đóng hến cho các bạn xem ha. Bữa nay là chở là dữ dằn luôn rồi các bạn. Rồi kéo cá xuống rửa nè. Thì cái đóng hến bữa nay nè các bạn, quá trời nhiều luôn á. Đây qua sóng tạc ha. Đây sóng tạc quá trời tạc luôn. Hôm nay chở vô cabin mua sao luôn các bạn. Đóng hến trước thì cũng tương đương với ngày hôm qua, nhưng mà bữa nay chắc hơn sao nhiều hơn. Hôm nay vô bao bự ra. Bao nay rất là bự luôn. Này chở quá thẩm. Đây bữa nay chắc ăn sao bao quán sao gần tới cabin mua trên luôn các bạn. Wow. Quá trời tạc luôn. Có khúc chú mà nó không buộc dây lại á. Này vô cá đuối với ghẹ càng xanh ngóc trên. Này ghẹ bự bự không. Sống quá mình không dám ra trước quay các bạn, bị đạt ướt mình chỉ ướt cái máy quay. Đổ xá và đổ xá ngày qua chạy vô á, sóng nó tạt cái lùa hết phân nửa đóng rồi, ra phải vô bao. Thì nước mặt nước á, là dưới cái dàn xề á, sau lái á, là cách khoảng là 2 tấc hay các bạn là tới dàn xề luôn ha, rất là khẩm luôn. Chạy vô cũng gần tới bờ kìa. Đây nó khẩm rồi kìa các bạn thấy không? Nước á, là nó trời nó ngang ngang với cái bè gió luôn, lên tới trên cái bè chụp luôn rồi các bạn. Từ khoảng là cái bè chụp lên là cái khoảng là gần 1 tấc ha, chứ chưa được 1 tấc. Đây cái nè các bạn, quá trời khẩm luôn ha, bữa nay chở là khẩm dữ á. Quá khẩm luôn. Mũi bữa nay là khẩm hơn ngày hôm qua các bạn. Bữa nay là bị nhiều hơn ngày hôm qua.